Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình có cái đàn heo con này nè. Thì sẵn mình quay, mình sẽ giải đáp cho các bạn mới vào nghề á. Thì giải đáp là tại sao mà heo của các bạn ăn uống khỏe mạnh, không ho, không thở bụng mà nó vẫn ốm, mà chích thuốc bổ hoài mà nó không mập được. Thì hôm nay sẵn mình có cái đàn heo này nè, mình sẽ giải đáp cho các bạn nha. Trước khi mình đi vào vấn đề này á, thì mình có một khách ở Vị Thanh, Hậu Giang. Chị Tiên á, là có dặn mình hai con heo cái. Hiện tại mình đã làm mất số của chị rồi. Thì nếu mà chị có bắt á, thì chị liên hệ với mình. Hiện tại là cái bầy này mình đã chừa cho chị là hai con nha. Thì có gì thì chị có mua thì chị liên hệ với em. Rồi trở lại vấn đề mà cái đàn heo mà nó ăn uống khỏe mạnh bình thường, không thở bụng, không ho, nhưng mà nó vẫn ốm, lòi xương sống đó, giống như đàn heo của mình. Bây giờ mình sẽ để cám xuống để cho các bạn nhìn rõ hơn nha. Bây giờ mình sẽ để cám xuống cho nó ăn đi, rồi nó lại gần á thì các bạn dễ nhìn hơn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt heo khỏe mạnh và heo bị bệnh nha. Các bạn nhìn thấy trên lưng con heo này nè, nó bị xương sống bị nhô lên là con heo ốm, ăn uống khỏe mạnh, không ho, không thở bụng nhưng mà nó vẫn ốm, chích thuốc bổ hoài luôn nhưng mà nó không mập nha. Thì trường hợp này á là heo của mình nó bị viêm phổi. Các bạn xác định heo như vậy là xác định ngay là heo nó bị viêm phổi, các bạn phải điều trị viêm phổi nó mới hết lòi xương sống như vậy. Các bạn để ý nó có mấy con nó không có lòi xương sống nè, như con này mập mập bình thường nè, lông bóng nè, con nhỏ này cũng vậy luôn nè. Là heo nó không có viêm phổi, nó cũng có nhưng mà nó chỉ tỷ lệ thấp thôi, không có đáng kể gì hết. Còn mà những con lòi xương sống như vậy nè thì nó mới viêm phổi nhiều. Thì theo cái quy trình, theo cái lịch trình của mình á, những con heo như vậy á thì các bạn sử dụng đúng bệnh đúng thuốc. Thì các bạn tiêm là từ 3 đến 5 mũi á, thì các bạn theo dõi từ 7 đến 10 ngày thì heo của các bạn sẽ tròn bóng lại. Hôm nay là thứ tư ngày 14 tháng 3 thì mình sẽ làm cái video này. Cái đàn heo của mình á, những con mà không lòi xương sống thì mình sẽ tiêm nó 3 mũi, còn mà những con mà ốm lòi xương sống như vậy nè thì mình sẽ tiêm nó 5 mũi, mỗi con là mình tiêm nó 2C, tiêm 5 ngày liên tục. Còn những con này á, thì mình cũng tiêm luôn, mình tiêm nó 2C mà tiêm 3 ngày liên tục thôi. Các bạn nhớ cái đón xem hết cái video này, các bạn so sánh là bây giờ cái video từ lúc đầu nè tới lúc tới 7 đến 10 ngày sau á, thì mình quay lên xem coi nó có còn lòi xương sống nữa hay không nha. Hiện tại mình đang sử dụng là Tilo Genta của hãng A3. Các bạn có biết thuốc nào mà trị phổi này hay và hiệu quả thì các bạn cứ giới thiệu cho mình và mình sẽ áp dụng thử, nhưng mà phải tiết kiệm chi phí nha các bạn, nhưng mà đừng có giới thiệu thuốc giá quá cao nha. Giá quá cao thì điều trị không nổi đâu các bạn. Tại vì heo của mình là mình điều trị rất là nhiều con và tiêm rất là nhiều ngày, là tiền thuốc rất là nặng luôn nha. Nên các bạn thuốc nào mà hiệu quả mà vừa giá tiền thôi, đừng giá cao quá. Đàn này hiện tại là 11 con nha các bạn, mình sẽ tiêm hết 11 con này luôn để mình coi là có bao nhiêu con lòi xương sống. 1 2 3 4 5 6. Hiện tại đàn này 11 con mà có 6 con là nó bị ốm lòi xương sống nha. Thì 6 con đó thì mình sẽ tiêm là 5 ngày liên tục. Còn những con mà không lòi xương sống mình chỉ tiêm 3 mũi 3 ngày liên tục thôi. Mỗi con là mình tiêm 2C. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tiêm thuốc. Trong quá trình tiêm thuốc á, thì mình không có quay cho các bạn xem. Tại vì cây kim mà ghim vô người con heo á, là YouTube bảo vệ cái quyền của động vật, là nó sẽ đánh cái video của mình bị hạn chế, nên mình không có quay cái lúc tiêm nha. Thì tiêm xong thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Hôm nay là ngày đầu tiên nè các bạn, mình đã tiêm thuốc xong 11 con này nha. Thuốc Tilo này tiêm vô là nó có đau nhẹ nha các bạn. Khoảng 5 phút á, thì nó sẽ hết. Tiêm vô thì heo nó sẽ hơi đau nhẹ, rồi khoảng 5 phút sau thì nó sẽ hết. Các bạn cứ yên tâm về vấn đề này nha. Đó, tất cả heo mình đã tiêm mình có đánh dấu trên lưng để tránh tiêm lộn nha các bạn. Heo này là dao động là từ 8 đến 10 kg, thì mình tiêm mỗi con 2C đều luôn các bạn. Rồi đến qua ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 đó mình sẽ cập nhật cho các bạn xem. Rồi đến ngày thứ 7, thứ 10 thì có thể là mình sẽ up video lên để cho các bạn tham khảo nha. Các bạn nhớ nha, hôm nay là ngày đầu tiên là ngày 14.
thứ tư ngày 14 tháng 3 nha các bạn. Đến ngày 24 thì mình sẽ up video lên, thì các bạn so sánh là cái video ngày đầu và 10 ngày sau nó như thế nào nha. Đó, đây là video mình làm, mình giải đáp thắc mắc cho các bạn mới. Heo mà bị ốm ăn uống khỏe mạnh mà tiêm thuốc bổ hoài mà nó không mập nổi. Thì hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn tiêm tilo thôi, không cần thuốc bổ. 10 ngày sau nó vẫn mập bình thường, nó không còn nhô xương sống nữa. Đây là bầy heo của mình buổi trưa ngày thứ hai nè các bạn. Là hôm nay 2 ngày nha. Bắt đầu bây giờ mình cho ăn rồi mình sẽ tiêm thuốc cho nó các bạn. Mình xin nhắc lại nha, những con mà bị lộ xương sống á, là mình tiêm 5 mũi 5 ngày liên tục. Còn mà những con mà không có bị nhô xương sống, bị viêm phổi bình thường là mình tiêm 3 mũi là mình ngưng nha. Ở đây á, thì có hôm qua mình đếm là có 6 con nhô xương sống, thì mình sẽ tiêm 6 con đó liên tục 5 ngày. Còn 5 con còn lại á, thì mình chỉ tiêm 3 mũi thôi. Rồi các bạn chờ 7 đến 10 ngày sau thì thuốc nó có tác dụng, phổi nó hồi phục từ từ, thì nó sẽ tròn bóng lại, nó không nhô xương sống nữa nha các bạn. Chứ thuốc á, thì nó không có điều trị hết liền đâu các bạn phải chờ cho thuốc chạy rồi phổi nó hồi phục nó mới tròn mập bóng lên được. Chứ không có thuốc nào mà trị viêm phổi mà hết liền đâu. Ví dụ như ho thì các bạn có thể chích 2 mũi 3 mũi là nó đứng, nó không còn ho nữa. Nhưng mà viêm phổi, thứ nhất là viêm phổi thở bụng, lồi xương sống, thì nó phải có thời gian để nó có hồi phục nha. Thì bây giờ mình sẽ đổ thức ăn xuống cho nó ăn, mình đổ cám xuống cho nó ăn. Bầy này bây giờ ăn nhiều rồi các bạn, một ngày ăn 6kg luôn á. Đó, nó chạy cời cời vậy đó. Heo mà các bạn bước vô mà nó chạy nhiều, hoặc là các bạn đứng nhìn thấy nó giỡn nó cắn với nhau nhiều là heo rất là khỏe mạnh. Còn mà heo mà các bạn vô mà nó nằm im á, là con heo đó nó mệt mỏi, nó yếu trong người lắm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tiêm thuốc cái đàn này nha. Hôm nay là ngày thứ hai. Bầy heo của mình ngày thứ hai nè các bạn, mình vừa tiêm thuốc cho tổng đàn xong nha. Hôm nay là mình đã tiêm cho đàn này là 2 mũi rồi. Ngày mai thì những con khỏe thì tiêm 1 mũi nữa là xong nha. Những con mà bị nhô xương sống á thì nó còn 3 mũi nữa. Thuốc này á các bạn chích vô á thì con heo nó hơi đau tí xíu. Dạng như là nó hơi chích vô nó hơi bị gác con heo á các bạn. Rồi nó la tầm chừng 5 phút sau là nó sẽ trở lại bình thường nha, không có vấn đề gì hết. Các bạn cứ yên tâm về vấn đề mà điều trị heo như vậy nha các bạn. Tại vì cái loại thuốc này á các bạn là nó hơi làm con heo đau một tí xíu thôi, chứ nó không có ảnh hưởng không gì hết. Nhưng mà quan trọng là các bạn xem coi là vài ngày tới là viêm phổi những con heo này nó có hiệu quả hay không thôi. Quan trọng là thuốc nó có chất lượng hay không thôi các bạn. Chứ heo nó chích vô á thì nó gây hơi đau heo tí xíu á thì không có vấn đề gì hết. Rồi ngày mai thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem thêm nha. Bầy heo này của mình hôm nay là ngày thứ ba nè các bạn. Hôm nay là buổi trưa ngày thứ ba nha. Để mình đổ cám cho nó ăn, các bạn xem những con nhô xương sống xem nó có đỡ hơn được tí nào so với ngày đầu không nha các bạn. Đó, mình đổ cám cho cái đàn heo này nó ăn cho nó gom lại. Bây giờ các bạn nhìn thử tổng đàn của mình xem với so với ngày đầu tiên là những con nhô xương sống nó còn nhô nhiều như những ngày đầu hay không. Theo riêng cá nhân mình đánh giá, ví dụ như nó bị 10 phần, hôm nay thì nó chỉ còn 6 phần thôi, nó không còn nhô nhiều như những ngày đầu nữa. Các bạn nhìn trên lưng đó nè. Ngày đầu tiên thì các bạn nhìn thấy là xương sống nó nhô đều hết trơn á, 6 con. Mà hôm nay các bạn nhìn thấy đâu có bao nhiêu con đâu. Như con này ngày đầu tiên nó cũng nhô nhiều nè, hôm nay nó chỉ còn có mấy cục u trên lưng đó thôi. Còn mấy con khác là cái lưng nó bằng lại rồi nè. Rồi mình tiêm xong những con nhô xương sống là mình tiêm 5 mũi. Rồi mình nghỉ vài ngày để cho phổi nó hồi phục á, thì mình đăng lên cho các bạn xem. Những ngày mà mình không tiêm thuốc á, thì mình cũng cập nhật cho các bạn xem. Để xem, để cho các bạn nắm là tình hình nó hồi phục từng ngày như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tiêm mũi thứ ba cho tổng đàn mình. Nè các bạn thấy cái con đó không? Đó, mình tiêm 2 ngày là 2 dấu trên lưng đó. Như con này cũng vậy nè, 2 ngày cũng 2 gạch trên lưng đó. Còn mấy con kia nó bay màu rồi. Hôm nay là ngày thứ ba mình chưa tiêm nè, bây giờ bắt đầu mình tiêm nè. Mình vừa tiêm thuốc tổng đàn heo mũi 3 nha các bạn. Tiêm vô thì nó hơi bị đau một tí xíu, nhưng mà khoảng chừng 5-7 phút sau là nó sẽ tự hết nha. Đó, nó tiêm vô là nó la, nó gên vậy các bạn. Thuốc này có thể là nó hơi gác hoặc là hơi nhức á. Tí xíu là nó hết à, các bạn cứ yên tâm về vấn đề này. Bầy heo của mình hôm nay là ngày thứ tư nè các bạn.
Mình quay video bắt đầu từ ngày đầu là ngày 14. Ngày 14 nè, 15 nè, 16 nè, 17 nè, hôm nay là ngày 17 tây, là hôm nay là được 4 ngày. Thì những con mà viêm phổi bình thường mình đã tiêm đủ 3 mũi là ngày hôm qua rồi. Hôm nay thì tiếp tục mình tiêm thêm 2 mũi 6 con bị nhô xương sống nha. Mà bây giờ mình đếm không biết là đủ 6 con hay không nữa, tại vì bây giờ nó bóng lại rồi các bạn. Mình đổ cho nó ăn cho các bạn xem nè. Đây các bạn nhìn coi là được bao nhiêu con nhô xương sống nha. Hồi cái ngày đầu tiên á, là mình đếm cho các bạn xem á, là 6 con nhô xương sống. Hôm nay mới có 4 ngày, một con là vô mới được 3 mũi thuốc thôi. Mà bây giờ mình thấy là chỉ còn tầm 3 con đến 4 con là nhô xương sống thôi các bạn. Như con này á, thì nhô nhiều thôi. Còn một con nè, hai con nè. Con này thì hơi thôi. Mấy con kia là mình không thấy luôn con trên đó nữa. Như 4 con thôi. Nhưng mà nhô xương sống này là không đáng kể các bạn. So sánh với những ngày đầu là không đáng kể. Mình vô 2 mũi thuốc. Rồi mình chờ nó hồi phục vài ngày nữa là ok. Heo của mình bóng bẫy bình thường. Bây giờ mình tiêm thuốc 6 con nhô xương sống còn lại nha. Mình kiếm con nào nhô xương sống chứ bây giờ không có kiếm đủ 6 con đâu các bạn. Nó đều đều hết rồi. Mình mới vừa tiêm xong 6 con bị nhô xương sống nha các bạn. Nhưng mà nó không bị nhiều đâu. Các bạn nhìn như con này nè, nó không có bị nhiều đâu. Nó cũng bằng lưng hết trơn rồi. Rồi ngày mai mình tiếp tục mình tiêm 6 con này một mũi nữa. Là tổng là 6 con này là 5 mũi. Còn 5 con kia thì nó chỉ có 3 mũi thôi nha. Rồi tới ngày thứ 7 hoặc ngày thứ 10 á. Nếu mà ngày thứ 7 nó khỏe sớm á thì mình đăng sớm. Còn nó khỏe trễ thì mình sẽ đăng trễ cho các bạn nha. Thì các bạn chích theo á là tầm từ 3 đến 5 mũi. Rồi các bạn phải theo dõi nó tầm thêm một tuần nữa. Rồi nó phổi nó hồi phục. Trong thời gian đó phổi nó hồi phục á thì heo mới khỏe được. Chứ các bạn mà tiêm vô các bạn trông chờ nó khỏe liền là không có nha các bạn. Nó hồi phục nó có phải có thời gian hồi phục nha. Mấy con này ngày đầu á là mình quay cho các bạn xem á, có một số con là xương sống nó nhô nhiều lắm. Hôm nay mới có ngày thứ tư thôi mà xương sống của nó lạng hết rồi. Là phổi nó hồi phục rồi đó các bạn. Những con tim á thì nó có hơi đau nhẹ, khoảng chừng 5 phút thì nó sẽ hết, không vấn đề gì hết các bạn. Nó la làng thôi, còn những con không có tim á thì nó không có la, nó ăn bình thường nha. Đó, mấy con kia nó đau, khoảng 5 phút là hết thôi. Đây là đàn heo của mình ngày thứ 5 nè các bạn. Mình quay cho các bạn xem là ngày 14 là một ngày nè. 14 nè, 15 nè, 16, 17, 18. Hôm nay là 18 tây. Là cái đàn này được 5 ngày. 5 ngày mà mới vô được 4 mũi thuốc thôi. Hôm nay mình tiêm một mũi nữa là nó sẽ vô đủ 5 mũi nha các bạn. Các bạn để ý những con xương sống so sánh ngày đầu và ngày thứ 5 như thế nào nha. Để mình bật hai cái video lên cho các bạn xem nè. Đó, bây giờ nó lại nó ăn rồi mình sẽ đưa cái video hai cái video so sánh ngày thứ nhất và ngày thứ năm cho các bạn xem những con bị nhô xương sống nha. Đó các bạn nhìn thấy video mà bên trái không? Bên trái là ngày đầu, còn bên phải là ngày thứ hai nè. Bây giờ nó chỉ còn 2-3 con là nhô xương sống nhẹ thôi các bạn, còn không đủ 6 con nhô xương sống đâu. Nó bây giờ là nó đẻ khỏe mạnh, nó mập bình thường hết rồi. Mình sẽ tiếp tục tiêm 6 con, rồi đợi vài ngày nữa phổi nó hồi phục á thì mình sẽ đăng lên cho các bạn xem để các bạn tham khảo. Ngày mai mình không tiêm thuốc nhưng mà mình cũng cập nhật hàng ngày cho các bạn xem luôn. Đó các bạn đếm coi còn đủ 6 con vô xương sống không? Mình nghĩ tầm chừng 3 con là dữ lắm rồi. Rồi ngày mai mình sẽ cập nhật cho các bạn xem thêm nha. Hiện tại là 6 con mình đã tiêm xong nè các bạn. Hôm nay là đủ hôm nay là mấy con vô xương sống là đủ 5 mũi nha. Còn mấy con bình thường là chỉ 3 mũi thôi. Rồi các bạn đón xem những ngày kế tiếp coi là heo mình nó hồi phục như thế nào nha. Những bầy này á thì chúng ta có thể trộn amox vào cám, rồi đổ nước electrolyte cho nó uống thêm nha. Để cho nó cân bằng điện giải, cho nó chống mất nước các bạn. Để cho nó mập mạp đồ lên, nó giữ nước trong cơ thể nó lại. Cái bầy heo viêm phổi của mình hôm nay là ngày thứ 6 nè các bạn. Chiều nay thì mình mới rửa sàn, mình tắm cho nó nè. Để thôi vài ngày là nó đen nó dơ. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn rồi mình cho các bạn xem nha. Để mình để cám xuống rồi cho các bạn so sánh những ngày đầu và ngày
Nếu mà bầy heo này ngày mai nữa ok thì mình đăng cho các bạn xem. Hồi lúc mình làm cái clip là ngày 14 nè, 15 nè, 16, 17, 18. Hôm nay là 19, là 6 ngày nha các bạn. Đó, bầy heo của mình 11 con. Các bạn so sánh thử ngày đầu với ngày thứ 6 đi. Nhô, những con mà không nhô xương sống á là tiêm 3 mũi thuốc. Những con mà nhô xương sống thì mình tiêm 5 mũi. Hôm nay là ngày thứ 6 là không tiêm nha. Mình đã ngưng thuốc nha. Để cho thuốc nó chạy hết đi, để phổi nó hồi phục. Để cho các bạn xem nè. Heo của mình hôm nay bóng rồi, mình tắm con nào cũng trắng tinh hết trơn rồi. Ngày mai thì ngày thứ 7 thì mình quay cho các bạn xem buổi sáng với buổi trưa nữa. Thì buổi chiều thì mình sẽ ra clip cho các bạn nha. Heo mình hôm nay nữa là ngày thứ 7 nè các bạn. Mình điều trị ngày 14 nè, 15 nè, 16 nè, 17 nè, 18 nè. Rồi mình ngưng, rồi tới ngày 19 nè, 20 nè. Hôm nay là được 7 ngày. Các bạn xem coi có con nào nó còn nhô xương sống hay không nha. Theo mình đánh giá ở bên ngoài mình nhìn á, thì nó chỉ còn 1% là nó bị viêm phổi thôi các bạn. Còn bao nhiêu là nó khỏe lại rồi, nó không còn nhô xương sống nữa. Các bạn nhìn thấy tổng đàn đi. Ở đây thì mình để cái video ngày đầu tiên và ngày thứ 7 này cho các bạn so sánh nè, xem coi là heo ngày đầu tiên với ngày thứ 7 nó khác biệt như thế nào nha. Các bạn cứ áp dụng đúng cái quy trình của mình, sử dụng đúng bệnh đúng thuốc thì heo của các bạn khỏe mạnh bình thường thôi các bạn không lo gì hết trơn á. Chủ yếu là mình phải biết bệnh, biết thuốc rồi mình sử dụng cho nó hiệu quả nha. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình đã điều trị cái đàn heo của mình 7 ngày cho các bạn xem là trong cái video vừa rồi đó. Thì trong quá trình nuôi heo á thì các bạn thường gặp là heo bị sợ nhất là bị tiêu chảy nè, bị viêm phổi, ho, thở bụng, và heo ăn hoài mà không lớn giống như cái video của mình vậy đó. Thì ở video này mình chỉ nói vấn đề viêm phổi thôi. Về vấn đề viêm phổi á thì nó có 3 dạng cơ bản các bạn. Một là viêm phổi sù lông, heo không ho không thở bụng. Trường hợp thứ hai là viêm phổi ho. Trường hợp thứ ba là viêm phổi thở bụng. Cái viêm phổi thở bụng là nặng các bạn. Cái viêm phổi như của mình các bạn là điều trị rất là đơn giản luôn. Các bạn chỉ cần vô nó vài mũi thuốc thì nó khỏe lại bình thường giống như trong video thôi. Còn viêm phổi ho thì tilo đó, tilo thì các bạn kết hợp với đề sa thì tiêm cũng từ 2 đến 4 mũi là sẽ hết ho, tùy theo mà heo mà ho ít hay ho nhiều nha. Còn cái vấn đề mà heo viêm phổi thở bụng á các bạn, là các bạn điều trị lâu có thể là 1 tuần, 2 tuần hoặc là 3 tuần tùy theo mà cái con mà viêm phổi nặng hay nhẹ. Những con mà viêm phổi thở bụng á là những con đó là nặng nhất trong các trường hợp viêm phổi, là giống như là cái thời kỳ mà sau cùng của viêm phổi rồi các bạn. Thường thường viêm phổi là thứ nhất là con heo nó sẽ xù lông, lông nó không được bóng mướt. Thứ hai nữa là cái tướng của nó thon lắm, cái bụng nó tốt, nó thon lắm, nó đi cà siêu rồi các bạn. Mà nó nằm là chủ yếu là nó nằm cọc tường, nó nằm sấp, nó nằm thở giống như là nhịp gặn gì đó. Thì những trường hợp đó thì các bạn cũng áp dụng tiêm tilo cộng với bờ gom giống như những video trước của mình. Thì các bạn tiêm cũng liên tục là 5 mũi tùy theo cái trường hợp mà heo nó bị nặng hay nhẹ mà các bạn dùng thuốc nha. Nhà sản xuất công bố là 1C là 10kg. Nhưng mà ví dụ như heo các bạn đang bị bệnh mà heo các bạn 10kg mà các bạn tiêm 1C đảm bảo các bạn tiêm không bao giờ hết. Các bạn có thắc mắc cái gì về vấn đề heo mà bị viêm phổi á thì các bạn cứ kết bạn với Zalo. Các bạn cứ kết bạn Zalo trên góc màn hình của mình đi, thì mình biết thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn để các bạn điều trị. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Look.